Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dựng các cái công trình mà nó có cái vỏ bao che của nó là những cái hình lục giác như thế này bằng SketchUp. Ngoài cái hình ảnh của cái công trình này, đây là cái công viên Nga Trang, thì nó có giống như là cái bảo tàng Sumaya, nó cũng là cái vỏ bao che của nó là hình lục giác. Và đây là một cái trường học, trên là hình lục giác. Thì trước khi mà mình dựng thì điều kiện các bạn cần đó là các bạn phải cài cho tôi cái plugin, đó là SC CS Power 3 ha. Nhiên thì cái này là để về sau là tôi dùng cái công cụ tôi ép chút đi theo đường line. Còn không thì các bạn có thể là sử dụng các cái công cụ giống như là con vật ạ để mình làm thành các khối trục, hoặc là giống như là cái latex ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vô mình dựng. Thì đầu tiên là tôi sẽ xuất phát từ một cái nơi đâu, tuy nhiên là cái slider này là 6, thì tôi vẽ thằng này, thì tôi cho thằng này là 400. Tôi chọn cái phần phía bên trong tôi bỏ nó đi, thì chỉ còn được là cái đường bao thôi. Lúc này tôi sẽ copy ra, nên là tôi sẽ copy ở đây, giả sử như là 20, quản lý số này ha. Mình 40 cũng được. Copy cái hàng này theo cái phương kia. Bây giờ các bạn sẽ dùng các cái công cụ giống như là trong cái sandbox này, thì trong cái sandbox này các bạn có thể là sử dụng cái công cụ là smooth. Và lúc này tôi sẽ từ lâu nữa tôi cho bán kính nó nhỏ xuống một chút. Các bạn tùy theo cái sau hoàng tú là tôi sẽ đưa nó lại trừ một ha. Bây giờ các bạn sẽ kết thúc các cạnh này ra. Ở đây thì các bạn có thể là biến đổi các cái đường này bằng cách là mình vào plugin này, mình chọn cái con vật outline, chọn latex vân vân,
Tuy nhiên là vì cái máy tôi nó yếu nên là mấy cái hàng này tôi không động tạo, tôi dùng nó chút thì nó cạn, nó nhẹ. Tôi chọn là này, tôi chọn lúc này. Chút nó xuống, nó sẽ như là trạng. Vậy thì lúc này các bạn mới có được cái lưới hệ muốn là